Mua rồi và chờ chị ba thử để ăn tại chỗ. Qua quán nước bên cạnh ăn luôn. Để luôn gì ba? Thấy hài lòng không? Dạ. Con đầu tiên thấy hài lòng không? Ngon ngon. Con nào cũng ngon. Ba lựa mà. Ba chị em đi mua cua và nhờ chị ba thử tại chỗ và rất là hài lòng. Ngày mình bán được ví dụ như là bao nhiêu ký đó mình tính ra
bao nhiêu số, trung bình một người mua là 2kg hay là 3kg, mình nhân lên số phiếu là mình phát hết rồi, thông báo hết, người ta đi về. Người ta không phải chờ, còn những người có số người ta chờ mà người ta không biết người ta có được còn cua để người ta mua hay không. Mình làm như vậy là ác, phải không? Cái tâm mình vậy là không tốt. Mình thiếu cái tổ chức, thành ra là mình phải tổ chức lại làm sao để cho nó tốt hơn, phải không? Cho nó văn minh hơn một chút xíu. Và nhất là vấn đề hiện nay cua mình đang có số lượng có hạn đó, thì nên hạn chế cái vấn đề bán cua nhiều. Còn nếu bán người ta đặt hàng muốn mua cua nhiều thì đặt hàng giao chỗ khác, đừng để làm hoang mang những người mà cái tình cảm của người ta tới đây, người ta bỏ thời gian công sức tới đây rồi người ta thấy người ta hồi hộp, nhìn quá trời là đông luôn, phải không, là người ta thấy thất vọng là không biết cua người ta có thể còn mua được không. Mua một cái cua này tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ, mà tôi đã một lần đi hết số rồi, lần này là lần đầu tiên tôi mua được cua, phải không? Còn bao nhiêu người ta đang thất vọng nữa, đa số là người ta tò mò, đa số là người ta cũng muốn ủng hộ, mà tới như vậy thì người ta thất vọng. Làm sao mình duy trì được cái sự mua bán này cho nó hài hòa mà nó kéo dài được hơn, chứ hầu như là những người khách mới không, mà người ta như vậy thì dần thì người ta cũng sẽ đi, hay là cái phong trào này mà không có tổ chức đàng hoàng lại thì cái phong trào này nó có thể nó bị sạt, không thì tôi đề nghị. Rồi, cắt ra dùng cái gì ba? Cho chanh muối luôn em. 5 con đó bạn. Hòn quay vậy nữa, anh thích quay quay à? Ngon được, không được ngon lắm chị. Tháng này là cua thật không được ngon. Lấy con kia gì ba? Tháng này là cua thịt không được ngon các bạn. Hay là lấy con này. Con này người ta lấy con gì ba? Lấy con này ngon hơn. Lấy rẻ hơn. Con này chắc không? Ví dụ như có thể. Đâu con cầm chưa? Má tài mà. Hôm nay hôm qua có thằng Tà ghé đây, hôm nay cũng nhanh. Rồi xong rồi. Ăn mà không tách ra được keo gì ba đập rồi giùm mà chị. Muốn ăn luôn ra cho. Để ba lựa cho ăn nha. Cậu gọi tính tiền gọi cho chị. Tính tiền rồi gì ba. Tính tiền rồi nha gì ba đừng có tính nữa. Cái này là cho ba có tự do rồi. Đây có anh này mua nè anh Thảo. Có anh này tới mua nè. Nhưng mà xa quá mà thôi trả cái gì. Bây giờ em mua là nuôi tại đây luôn. Em mua bên này cốm. Con cốm vậy? Đây, một con cốm, một con thịt. Lựa cho con thịt đi. Lựa con cốm luôn, nuôi tại chỗ. Có mất công. Về nó bán không ngon, mất công nữa. 315. Để xong con cái này ngủ. Ừ, ăn xương dưới tới đây. Rồi. Cho nên bữa nay không có mua sớm, mua trễ, có gì ba là cua luôn. 591 ngàn chú ơi. Rồi. Chú cầm giùm coi. Cua chưa? Rồi xong rồi. Cua rồi trẻ đôi ra luôn. Mày lấy con này cho chú đi. Có người làm lại. Bán con cốm cái gì này trước đi. Một con cốm với một con cua thịt. Ba đập thì con hai con này cũng về. Cốm cái gì đó đi trước đi cái nè. Cô sao để nói gì bà biết rồi cô. Nước không ăn được hả? Chị này không tại chỗ mà cua không ngon. Con này có ai vậy? 276 nè. 276 mới đưa đó. Mà không ai nhận gì trời. Trời ơi sao kêu luôn. À của anh đó, anh nói lấy thêm con cua thịt đó anh. Cái con này cũng được cái bill của chú luôn. Cái này là con cốm hả? Ừ, cốm. Không phải đâu. Cốm đó. Đây là con cua cốm. Cua cốm này thì là con cua cốm nè, cua hay cái cua cốm. Không. Cốm rất là mềm. Cua cốm là mềm. Cua bạn là cua hay da các bạn. Không phải. Cua ăn đâu rồi. Ăn được tất cả luôn. Tên nó từ nào của đấy là vậy. Không ha. Rồi đưa cho ba đi. Rồi vậy ba đặt con này ra luôn. Này có bù bữa cho. À, cái nào nãy cũng vậy chứ. 573. 570 lăng à.
này đi. Mai ba lấy ít thịt lại. Không có lấy thịt ở đầu tháng này là không có đồ đặt đâu. Ngon đập mà vừa đổi mệt lắm. Ngon con này không ngon đâu. Ngon. Nhưng mà lấy ít lại thôi nha. Đây nè, bên đây mà. Đâu có con quá, con quanh đây nằm dưới kia. Cái này đó là cho bù quá. Đó là bù hôm bữa. Con này đúng không anh? Dì ba bù không mua cho. Có nói thịt ngon gì ba? Thịt ngon. Rồi đập em coi. Thấy chưa? Ngon rồi. Xong rồi. 200 mấy đó hồi nãy. Vậy là ngon rồi nè. Đã mới hấp như vậy còn đó. Anh ơi, còn cua cốn ngon lắm luôn á. Anh còn cua cốn. Còn cua gạch luôn, anh lấy cái gì thì cứ nói. Còn luôn, một con đó thôi. Thấy không, cua được cắt mà lấy cái này. Rồi, 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 em đi. Dì ba hôm qua bị bể hôm nay sao rồi dì ba? Sao được rồi. Chân bất khỏe không gì? Không phải anh, nó hấp mà, mới hấp mà. Mới hấp dành nó vậy đó, nóng. Còn cái phần dưới có thì có không? Con ăn thử coi có cái gì cho ba chịu. Tại vì nó nạt nó vậy đó con. Giống như là nãy em mua đông quá thì em đi ra xong em về em đưa cua cho chị em á, xong chị em gửi tiền lại thì em mới thấy là em anh ảnh cộng sai mà em chưa có giục giấy. Dạ không có sao hết đó. Nhầm tí chị. Dạ không sao không sao, còn giấy tờ mà đâu có gì đâu, để anh cộng lại thôi chứ không gì hết. Bình tĩnh bình tĩnh. Về kiểm tra cua là mới biết thiếu. Dạ thì chị em kêu mua đó, rồi xong về đưa cua đưa tiền móc tiền cho mới thấy ủa sao tiền em nãy nhiêu đó mà giờ mất 200 ngàn. Vậy em mới giặt cái bill ra em cộng lại. Chứ không có gì hết đó thôi, là em chưa giục cái bill. Không có gì hết. Chị này tính đồng bill là nhận 200 ngàn. Là nhận 200 ngàn rồi đi rồi mọi người. Không ngon đâu chưa? Sao người ta gửi cua lại vậy? Không, bên ngoài chị mà cua gì ba làm cua trong nhà là có. Cua này nó bị sao gì ba? Bị xốp hả? Là khách người ta trả lại rồi gì ba? Vậy bây giờ sao gì ba? Trả lời mình ăn. Là mình có đền lại cho người ta vậy không? Có đền là hết. Chứ cua mà không ngon phải đền người ta, không trả tiền lên. Sắp sắp tới gì ba có định lấy cua thịt nữa không? Chứ cua thịt thì ốm nhiều quá. Cái tháng này không có đủ. Dạ. Này gì ba đền là cua cho người ta hay là tại... đền tiền vậy? Hả? Cái này nè. Đền chứ. Đền cua gì ba? Đền cua đền tiền. Đền cua tiền. Thì cua ngon đền lại con cua ngon. Đây mình còn cua khách ta nha. Cua thịt dạo này từ bộ về nó có giảm giá mà gì ba? Rẻ luôn không? Dì ba sao mùa này cua thịt nó lại không ngon nè dì ba? Tháng này là vậy, tháng 8 là cua vịt son là đầy. Cua thịt thì không. Dì ba cho biết là mùa này là cua không ngon nha các bạn. Cua gạch thì rất là ngon nhưng mà cua thịt nó không ngon cho nên một số người rất là trả cua lại này. Đây trả cua lại này các bạn ơi. Đây là cua thịt khách ăn không ngon cho nên là trả lại dì ba. Dì ba vẫn vui vẻ trả lại cua ngon cho người ta. Nó bẻ cho tao coi nè, vỗ vỗ cho tao coi nha con. Là được rồi. Nó ủa có chị 330 đó. Không sao đâu. Nếu mà không ngon. Nói giờ nó không ngon thì trả lời. Mới mua lần đầu mua thử. Hả nếu ngon rồi mai mốt mua mà gặp rồi. Không mà đâu phải hoài vậy cơ. Lâu lâu nó có lần gặp nó con cua gì. Cái mùa này cua thịt nó. Thông cảm giùm tụi con nha cô. Không cảm cho cô. Con nha cô. Thông cảm nha cô. Đó là cua ốc nhưng mà cái chuyện này đến trả lại cua dì ba này. Hôm nay dì ba mua con thịt mà người ta trả lại quá trời, dì ba không mang tiếng nữa. Đó thì cô Út coi coi rồi bớt cho dì ba hay sao đó, tội dì ba lắm nha cô Út. Cô Út chung vừa cua lựa cho những cho dì ba những con cua ngon ngon một tí. Cô Út khách rồi trả. Trả lại bao tiền 300 ngàn con cua này. Hôm nay trả nhiều lắm á. Hôm nay trả nhiều, dì ba buồn. Hôm nay rất là nhiều người trả cua nha các bạn.
À, hôm nay rất là nhiều người đến trả cua lại dì ba, dì ba đền cua lại hoặc là đưa tiền lại. Đặc biệt hôm nay chắc cũng hơn 3 người đến trả cua. Cái này là cua thịt nè, mà nó không được đầy.